Minh Tú làm huấn luyện viên gặp cùng lúc 3 thí sinh liên quan đến Hoàng Thùy. Mối duyên chị em tiền đến mấy ai được, cộng đồng mạng liền tranh nhau giải cứu. Đi chấm thi tự nhiên thấy khó ở hiểu. Bộ này là bộ chọn hả? Có một chị siêu mẫu từng diện cái bộ trang phục này rồi. Em đã từng tham gia vào một cuộc thi rồi. Chị rất là ngại cái khuôn khổ mentor cũ của em truyền đạt cho em. Chị nói em là em giống chị Hoàng Thùy. Tới nữa rồi đó. Giống nữa rồi đó. Minh Tú có một năm 2022 quá thành công khi liên tục đảm đương vai trò quan trọng tại các cuộc thi nhan sắc, ngồi ghế huấn luyện viên, nữ siêu mẫu liên tục thể hiện sự dày dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên, cô cũng gây chú ý không ít về những lời chia sẻ. Tại một cuộc thi sắc đẹp, Minh Tú liên tục trở thành tâm điểm. Đoạn video ghi lại một vài phân cảnh Minh Tú đối thoại với các thí sinh hoa hậu được quan tâm trên nền tảng TikTok. Nhiều người không khỏi chú ý đến đoạn video này. Theo đó, Minh Tú đứng trước một thí sinh tên là Phan Thị Thảo Vân và bất ngờ hỏi về trang phục của cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Minh Tú hỏi ngay thí sinh về trang phục, bộ này là em chọn hả? Cô gái trẻ liền đáp, em nghĩ là gu của chị. Đứng trước chia sẻ của thí sinh, Minh Tú bất ngờ tiết lộ về một đồng nghiệp đã mặc thiết kế tương tự. Không chỉ vậy, siêu mẫu còn nhấn mạnh mình là người có bộ cánh này trước. Trước em có một chị siêu mẫu từng diện bộ trang phục này rồi. Bộ này đầu tiên là của chị, Minh Tú nói. Đoạn video còn đề cập đến màn đối đáp giữa Minh Tú và hai thí sinh khác là Thiếu Lan và Lê Thanh Ngọc Quyên. Với Thiếu Lan, Minh Tú đưa ra lời nhận xét gây chú ý, hơi nhạy cảm một chút xíu. Em từng thi một cuộc thi rồi và em đã từng có một mentor rồi. Chị rất là ngại cái khuôn khổ mà mentor cũ của em truyền đạt cho em. Nói đến đây, nhiều người nhanh chóng nhớ lại thời điểm Thiếu Lan từng tham gia The Face 2017 và người huấn luyện viên của cô không ai khác ngoài Hoàng Thùy. Dù Minh Tú không chỉ đích danh, nhưng việc chân dài này đề cập mentor cũ khiến cho nhiều người không khỏi suy già đoán non. Chưa dừng lại ở đó, đoạn video này còn xuất hiện thí sinh Lê Thanh Ngọc Quyên được nhắc đến là bản sao của Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017. Trong đó, Ngọc Quyên chia sẻ, chị nói em giống chị Hoàng Thùy, em đang bị chết ở một cái vai và em muốn em sẽ có một gương mặt khác. Đoạn video dù ngắn ngủi nhưng đã đề cập đến tận 3 thí sinh khiến cho người xem ít nhiều nhớ đến Hoàng Thùy. Dưới đoạn video này, nhiều người đã để lại bình luận thắc mắc, có gì mà nhắc đến Hoàng Thùy vậy mọi người ơi, giải cứu Hoàng Thùy của em, này là Minh Tú nhắc Hoàng Thùy hả ta. Hẳn nhiều người chưa quên sự vụ Minh Tú và cô đồng nghiệp từng ngồi ghế nóng The Face 2017, cả hai từng tranh cãi không khoan nhượng khi dẫn dắt các thí sinh, khi cùng làm huấn luyện viên với Hoàng Thùy ở đại sứ Hoàng Mỹ 2020, Hoa hậu siêu quốc gia châu Á 2018, không ngại tỏ thái độ khó chịu ra mặt, thậm chí tranh cãi với đồng nghiệp. Sau đó Minh Tú bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái bị một người hủy kết bạn trên mạng xã hội khiến dân tình xôn xao. Chính người đẹp cũng đã bóng gió nói về việc gạch mặt ai đó. 3 năm trước ad friend, 3 năm sau hate friend, chắc do Facebook đổi thuật toán nữa rồi. Dù cô không chỉ đích danh ai, nhưng nhiều người nghi ngờ rằng Á hậu Hoàng Vũ Việt Nam đã nhấn hủy kết bạn với cô sau khi xảy ra mâu thuẫn ở đại sứ Hoàng Mỹ. Sau những màn cãi nhau cực căng trên sóng truyền hình, hai người đẹp đã không còn kết bạn với nhau trên Facebook. Cả 3 thí sinh cuộc thi đều ít nhiều gợi nhắc đến Hoàng Thùy khiến nhiều người vô cùng thích thú. Trước việc các cô gái này thi thố tại đấu trường mà mình làm huấn luyện viên, Minh Tú hẳn cũng bất ngờ không kém. Tuy nhiên, ở show của nhà thiết kế Trung Thành Phong, Á hậu Hoàng Thùy và siêu mẫu Minh Tú cùng đảm nhận vị trí vedette. Hai cái tên Hoàng Thùy và Minh Tú khi đứng riêng đã đủ nổi bật, nay cùng xuất hiện nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng. Theo đó, cả hai đều đã show ra kỹ năng riêng, góc mặt đẹp và thần thái không phải dạng vừa của mình. Trang phục lưới vốn cá tính, đi cùng kiểu tóc đen dài để suông tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng cho hai nàng hậu, xóa tan mọi nghi vấn xích mích. Dù thế nào thì ai cũng phải gật gù, Minh Tú và Hoàng Thùy quả là cặp người mẫu đầy duyên nợ của nhau. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.